Hello, xin chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt móc xì của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Rồi, cũng mấy hôm nay không ra video clip cáo lỗi cùng bà con nghe. Cũng một phần là tại vì nó không có những cái thông tin cơ bản. Nó không có cái thông tin gì sốt dẻo. Toàn là chửi lộn không à. Đó, chửi qua, chửi lại, rồi vu khống bịa đặt không à. Chứ cũng chẳng có cái thông tin gì, đúng quý vị. Đó thì một cái thông tin mà gọi là cơ bản nhất thì là chị Hằng đã bị gia hạn thêm khoảng gần 2 tháng nữa đó thôi, còn lại là chửi lộn ba lăng hết. Chửi tới chửi lui, này chửi kia, kia chửi nọ, rồi bây giờ chú Thủy Vlog rồi cũng nhảy vô luôn. Trời ơi, toàn là nói chung rất là xô bồ nha quý vị. Thì như hôm trước Sơn Sàm cũng ra một cái video clip nói rồi, đó chỉ là một cái video clip duy nhất đó, lên tiếng về cái chuyện mà đó anh em đấu đá lẫn nhau đó, và bây giờ tôi cũng chả đấu đá ai. Thì quý vị cũng biết rồi, em thì nói với cái chuyện chửi lộn thì em lười lắm, em cũng làm biến ra clip lắm. Nếu mà em chửi cả ngày, ngày em ra 5-7 clip cũng được, đúng không? Em không có chửi ai hết. Thì nói chung quy lại thì cái drama này mà ai theo thì chúng ta cũng phải cố gắng sau đó để mà đem lại những cái điều tốt đẹp nhất cho drama. Chứ bây giờ tôi thấy có một cái xu hướng đó, có một cái xu hướng là mấy anh em chửi nhau xong rồi bắt đầu là bắt tay với cái tụi lương. Như thằng Hoàng Dớt thì nó được lương cho tiền để nó chửi nè, rồi kế tiếp là chú Thủy, rồi bây giờ là Quỳnh Như, rồi mấy anh em kia bắt đầu bắt tay với Thám Tử Cao, rồi bắt tay với Quỳnh Heo, rồi có người thì đi đêm với lại Duyên Mai, Đinh Lan rồi chửi. Ô, tôi thấy nó rối loạn quá. Thôi mấy cái đó tôi không quan tâm nha quý vị. Cho nên á thì tôi cũng nói nhẹ luôn mấy anh em á, đừng có bất chấp quá câu view câu like bán hàng. Tôi cũng bán hàng đây nhưng mà đừng có câu view câu like bất chấp quá nha anh em. Bất chấp quá rồi cuối cùng trả ra cái hình thù gì hết. Cuối cùng là tôi thấy như cái fan kia bây giờ là nó đầy luôn đó, cái fan lương bây giờ nó cười hả hê, đúng không? Thôi thì bây giờ anh em ai việc ai nấy làm. Nhà ai nấy ở, đèn ai nấy sáng. Đóng góp được gì thì đóng góp, đừng có phá hoại nữa. Ai không làm được thì im re ngồi im đó, đừng phá hoại, đúng quý vị. Rồi thì như thế này nè quý vị. Mấy hôm nay cũng có một cái thông tin cơ bản đó là gì, cái vụ con nữ hoàng mắm tôm đó. Cái con mà mắm tôm đó, con mắm tôm đó thì mấy hôm nay cũng lên, nó lên trên Đại Nam, nó ngồi nó chụp hình, nó đứng ở trước cổng Đại Nam á, nó ngồi nó chụp hình các kiểu, rồi nó check in cái kiểu như nó hả hê đó quý vị. Mà nó đâu biết là bà Hằng mới cấm nó bước vô đâu, nó đâu mới bước vô lên đứng ngay vô cổng đó mà không biết làm vậy làm chi vậy trời. Thiệt chứ tôi không biết nó làm vậy để làm cái gì đó quý vị, không biết nó làm vậy để được cái gì đó quý vị. Thì như thế này nè. Rất là nhiều người khi mà nó làm cái gì đó, nó chửi bà Hằng, nó chửi ông Dũng, thì nó nói là bà Hằng nó xúc phạm nó, rồi chửi bới nó, phản biện ABCD, đúng không? Thì quý vị cũng thấy rằng là gì, sau khi bà Hằng bà ở trong đó cả nửa năm nay rồi, bà có nói tới ai đâu. Mà bây giờ như là đó, rất là nhiều kênh YouTube vẫn đem bà Hằng ra nói hàng ngày đó sao. Đúng không? Chứng tỏ là tụi nó cũng có động cơ, có người xúi dục rồi hỏi sao bà Hằng bà cũng điên, đúng không? Ngay cả như con Trang mắm tôm đó, cái con mắm tôm nó bây giờ thì bà Hằng bà có nhắc gì nó đâu, nửa năm nay bà có nhắc đâu, cũng vô lại cũng cà khịa nữa. Người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đó. Cái này thì trách ai, đúng quý vị? Cái trách ai? Cho nên tôi thấy tôi rất là mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi luôn. Bây giờ người ta đã không nói tới mình nữa thì mình lại tự mình cũng lại bươi ra. Mà khi người ta mà mình chửi người ta thì hỏi tại sao chửi, thì nói là tại nó chửi tôi rồi, nó chửi bla bla tôi phản biện. Ok, bây giờ họ có nói tới mình nữa đâu, cũng vô nói đâu. Bà con thấy cái drama này nó rõ ràng nó là như thế. Toàn lên là vô là vu khống bịa đặt chửi người ta. Trong khi quý vị biết rồi, như là bà Hằng bà chỉ là mục đích ban đầu là dịch mặt thằng Y thôi,
rồi chửi người này chửi người kia thì bắt đầu hàng ngàn người bu vô chửi bà, thì bà cũng chỉ là một con người thôi đúng không, bà chỉ một con người thôi, chửi bà điên không phải chửi lại đó. Cuối cùng thì khi bà không chửi nữa thì cũng vẫn nhào vô chửi bà, cũng như thế. Rồi hiện nay thì tôi cũng thấy là bây giờ thì đó, như là chú Thủy Vlog cũng nói là chú là người lớn già cả rồi, có đạo mạo các kiểu thì vẫn bay vô chửi ấm bà lằng hết, chửi người này người kia cũng vu khống bị đặt xuyên tạc các kiểu, trời ơi thôi. Rồi sau đó thì những cái thằng kia nữa đó, hoàng vớt đồ các kiểu thì lên chửi, không biết cảm giác gì cũng lên chửi, chửi mà mình trong khi mình không nắm được một cái thông tin, mình không có một cái bằng chứng, mình không biết được câu chuyện cũng chửi là tại sao, đúng không? Mình không biết thì mình đừng chửi, và một khi mình biết thì mình có những cái thông tin, mình có những bằng chứng gì thì mình hãy nói, đúng quý vị. Đó là gì, chửi bất chấp, chửi bán hàng đó quý vị, toàn là mặt bán hàng. Bản thân tôi cũng là một người bán hàng đây, nhưng mà tôi không làm điều đó được. À, ví dụ nè, trong Zalo của tôi có rất là nhiều sản phẩm hàng Nhật Bản nha. Đó, tôi bán 14 năm nay rồi đó, nhưng mà tôi không bao giờ tôi bán kiểu đó. Tại những người nào mà dùng hàng Nhật ở Sài Gòn này mà sành rồi đó, đều biết tôi và gia đình của tôi đó. Nói chung là tôi bán hàng Nhật ở đây thì mọi người yên tâm đó, tôi bán trước khi cái drama này xảy ra rồi đó. Chứ không phải là kêu là qua cái drama này bắt đầu chửi lộn người ta biết tới bán hàng. Tôi đã từng mở shop, mở mặt bằng, rồi tôi bán trên Facebook, rồi tôi bán trên TikTok, rồi tôi bán trên YouTube. Rồi từ cái drama này nổ ra thì tôi cũng bán ở trên đây luôn, chứ không phải là tôi bán hàng mới đây. Nhưng mà bán hàng cái kiểu mà chửi người ta, vu khống người ta, bị đặt người ta để câu view, câu like bán hàng là tôi không làm được. Nếu mà tôi làm vậy ngày nào tôi cũng ra clip, đúng không quý vị? Ngày nào tôi cũng ra clip, tôi ra tôi chửi, tôi vu khống bị đặt để tôi bán hàng. Nhưng mà tôi đâu có bán đâu quý vị. Tôi chỉ đưa ra những cái thông tin cơ bản nè, đó, mang cái tính gọi là thời sự nè, rồi hát nhạc, rồi giải trí cho quý vị thôi, đúng không? Chứ tôi không bao giờ mà tôi đi chửi. Nếu mà tôi chửi là tôi kiếm view, kiếm like là ngày nào tôi cũng ra clip. Quý vị thấy có mấy tháng này tôi có ra đâu, đúng không? Cho nên thì hôm nay thì các anh em thì tôi cũng nói rồi, thôi như thế thôi. Ai mà gọi là tốt xấu gì ấy, thì cái hồ nó cạn rồi, cá lóc cá trê người ta sẽ biết hết. Rồi sắp tới là lộ hết mấy cái mặt ra nè. Đó, cũng nào tốt xấu rồi người ta biết hết, đúng không? Đó, người ta lộ hết mấy cái bản mặt ra hết. Sắp tới nè, không lâu đâu quý vị, nhanh thôi. Chuẩn bị là rớt hết mấy cái mặt nạ ra rồi. Đó, tôi không có nói ai, nhưng mà quý vị sẽ từ từ quý vị sẽ thấy. À, cái ông Phật cũng có nhiều đối tượng là gì, ủng hộ cô hàng nha. Đó, kéo tới người này làm kia đồ các kiểu ha, kéo tới nhà người này, kéo tới nhà người kia. Đó, hành hung người này, hành hung người khác đó, cũng có nhiều kiểu lắm, nhiều kiểu, nhiều cách ủng hộ đó. Rồi sắp tới là quý vị sẽ ngang ngửa, quý vị sẽ biết ai là vàng thật mà ai là dây chai phế liệu nha. Đó, rồi bây giờ nè, quay trở lại cái vấn đề của cái con nữ hoàng mắm tôm đó, thì tôi cũng có một cái video clip nói về cái anh này. Anh này cũng đưa ra những cái quan điểm về cái cô nàng mắm tôm này ha. Rồi để trước khi xem cái video clip này thì quý vị nhớ vào trong cái Zalo này nha. Đó, kết bạn ở Zalo này với em nha. Đó, em bán rất là nhiều sản phẩm Nhật Bản, hàng Nhật chất lượng ở trong đó. Nó như là salon bath này, rồi hoạt huyết dưỡng não, giải độc gan, rồi những cái viên uống trắng da collagen, rồi salon bath, đồ những bộ dao làm bếp, đồ tất cả là hàng Nhật Bản, 100% hàng Nhật nha. Đó, các anh chị cứ vào trong này kết bạn Zalo với em. Đó, rồi bây giờ quý vị sẽ cùng đến với cái video clip này. Quý vị biết hơn về khán giả người ta nghĩ gì về con mắm tôm này ha. Đó, rồi xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lướt Facebook của tôi thấy là kính thưa các loại video con Trang Khàn nó xuất hiện trên thị trường Facebook luôn thật. Tôi thấy là lướt Facebook cảm thấy clip của Trang Khàn nói những cái câu tôi thấy nó vấy bẩn cái Facebook luôn ý. Thì tôi có tìm hiểu là thông tin là Trang Khàn tên thật là Trần Thị Trang, biệt danh là Trang Khàn, Trang Trần, nữ hoàng bún đậu. Đó, có thêm cả thánh chửi nữa. Cũng có thể là xin lỗi anh em là mình có thực sự là anh em biết là có rất nhiều người ý, là người ta gọi là đặc thù, anh em biết những người bán cá những người nào nó cũng tanh được, và những người anh em làm cái nghề gọi là
mổ trâu mổ bò thì lúc nào tướng mạo bên ngoài toát ra nhìn lúc nào rất là hung dữ đấy, còn Trang Khan thì là bán bún đậu mắm tôm nên lời nói rất là khắm luôn, thật nặng mùi mắm tôm luôn, thực sự luôn. Mình xem mà thật sự là mình phải nể Trang Khan là cái độ mà bú phê bị bú các loại drama thị trường phim đéo nào cũng vào bú được luôn. Ở từ cô Phương Hằng cũng bú rồi thằng cô Cường, cô em Cường nữa cũng bú đấy, không hiểu sao mà đến tận nhà người ta luôn. Mà xem mà tôi thật luôn, tiểu sự tiếp theo là nghề nghiệp thì tôi thấy bảo là ngày xưa là làm người mẫu, diễn viên, doanh nhân. Tôi thực sự phải nói là cái từ của tôi thật luôn, hồi xưa không biết cái ông nào thật, cái ban tổ chức nào là để cho con Chắc Khàn này nó lên làm người mẫu thật. Thật chắc là ông nào mà ký quyết định hoặc là bầu cho bỏ cái gì đó cho Trang Khàn để làm lên làm người mẫu hay là cái gì đó. Chắc tôi được hối hận luôn thật, ân hận chứ phải tôi là ban giám khảo, tôi ân hận luôn thật. Nằm bắt tay lên trán mình mà không hiểu tại sao ngày xưa mắt mình mù với mắt mình đẹp để Trang Khàn nó được giải ấm giải thật. Nghĩa là một người trong trong mắt tôi, những người là người mẫu này, những người là diễn viên, lời nói phải thanh cao, phải thánh thót như con chim mà nó hót. Còn lời nói của Trang Khàn khắm như mắm tôm, tôi phải khắm, phải được bịt mũi lại luôn, là rất là khắm luôn. Và rồi thì là cũng có thể là nghề nghiệp có thêm gọi là bán bún đậu, thì tôi thấy là ở đây là bún đậu mắm tôm thì có người ta một bà bạn ghi là cả là doanh nhân nữa. Nhưng mà doanh nhân này tôi nghĩ là chắc là doanh nhân đổ nát, không biết là công việc kinh doanh của Trang Khàn thế nào, nhưng thực sự là nếu mà một người bán bún đậu mắm tôm mà lên loa phường loa xã chửi bới ầm tỏi hết lên là bú cũng lại phêm ăn nói, thực sự mình nói thật Trang Khàn nói rất mất dạy, cực kỳ mình cảm nhận thấy rất là mất dạy luôn. Thực sự là nhiều khi mình cũng ngày xưa mà không biết Trang Khàn ai, nhưng thực sự thời gian này mình thấy lên Facebook thì nó lời kiểu như cái lời nói ra thật nghe để người khác rất là chướng tai đó, là một doanh nhân bán bún đậu nữa. Quên mất nãy giờ xin lỗi anh em, vừa rồi tôi gọi là con Trang Khàn thì tôi xin đính chính lại đây, chị Trang Khàn sinh năm 1985 ở quê Hà Nội đấy, cũng người Hà Nội mình, quốc tịch Việt Nam đó. Ở đây người ta cung cấp chi tiết là cung Bảo Bình luôn đó, cầm tinh con giáp tuổi Châu, Ất Sửu, tuổi Châu. Châu hút kinh, thực sự là nhiều khi xem những cái clip của Trang Khàn ấy thì là mình thấy là thực sự là nó kiểu giống là kiểu như ngày xưa là cô em Khánh Sơ Cai lên mạng như nào thì giờ là Trang Khàn lên mạng thay thế Khánh Sơ Cai như thế. Và thực sự là không biết có phải là hậu nhân không, hậu nhân nghĩa là nếu thực sự ấy, nếu nói về gọi là thánh chửi thánh bú phêm lừa drama thì thực sự mình nghĩ rằng là Trang Khàn phải gọi là Khánh Sơ Cai là cụ tổ, bởi vì Khánh với Sky mới là tổ nghề của cái nghề là lang thang trên mạng đi chửi bới đó. Và chiều cao 1m74 như vậy là kém tôi là 4 phân, đã kết hôn, thời gian hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 đến năm 2016. Ok đó, thực sự là đến khi mà mình còn không hiểu sao, đến khi xem những clip mình cảm thấy là nó kiểu như là nó bị làm sao nhiều khi phải được mình xem xem mấy clip Trang Khàn, mình không có hiểu rằng là bởi vì thấy là công việc Trang Khàn cũng là một trong những người có kinh doanh nghề nghiệp ổn định là bán bún đậu mắm tôm đó, nên là thực sự mình nghĩ là nên là Trang Khàn nên là tiếp tục công việc của mình, chứ mình không nên nghĩ cái lời nói của mình trên mạng xã hội thì mình không nên là phát ngôn ra bằng những ngôn từ kiểu như mắm tôm như thế, bởi vì mọi người ăn bún đậu thì mọi người mới cần phải ăn mắm tôm thôi, còn những người lướt Facebook người ta không nhu cầu ăn uống như thế. Thế cho nên mình nghĩ rằng là Trang Khàn là nên bớt tham gia các cuộc ẩu chiến đi. Rồi, đó quý vị nghe chưa? Nghe anh này nói chưa? Thì cũng đúng. Thì con mắm tôm này thì nó bán hàng thôi, nó bán hàng. Nó cũng bán hàng online, cái thứ gì nó cũng bán như một cái tiệm tạp hóa mà. Nó bán cái gì nó cũng bán hết á. Nó rồi bún đậu mắm tôm nó cũng bán luôn. Thì chính vì nó bán như vậy cho nên nó hay bú phêm á, nó thấy cái vụ gì nóng nóng thì nó bu vô nó chửi bới các kiểu. Để gì? Để nó thu hút cái lượt xem rồi nó bán hàng đó. Con này thì nó bất chấp rồi đó. Thấy không quý vị? Tự nhiên người ta đâu có nhắc gì tới nó, tự nhiên cũng lớp xác lên trên Đại Nam, đứng trước cái cổng đó rồi review rồi làm cái kiểu rồi để cho bảo vệ người ta đuổi, không biết nhục, đúng không quý vị? Đó, thì nói chung thì hiện tại thì có rất nhiều lắm luôn. À, những cái đối tượng là vẫn còn bám vào cái fan của bà Hằng để mà kiếm cơm. Nhưng mà cũng có những người thì có những người tốt, có những người tốt có, xấu có. Có những người thì người ta muốn đóng góp cái lời nói, đóng góp những cái tiếng nói cho cộng đồng. Cũng có những người thì bú vào đó để làm những cái chuyện dơ bẩn, đúng không quý vị? Cho nên một lần nữa thì tôi cũng có đôi lời gửi đến quý vị trong cái drama này. Cũng như là các anh em đó làm YouTube thì chúng ta cũng phải cân nhắc ha. Cứ để khán giả người ta nhìn nhận, người ta đánh giá thôi.
Còn bây giờ thì cứ chửi nhau thì không khéo là khán giả người ta bỏ mình hết. Cứ mở kênh ra thấy chửi hoài người ta cũng mệt, đúng không quý vị? Đó, mở kênh ra là cứ chửi hoài mà chửi bên kia hai phe chửi nhau riết, bây giờ phe ta chửi phe mình rồi các cả rồi cứ búa lô xua hết trơn trời. Bởi giờ tôi thấy nó nản thiệt luôn, quá nản. Rồi ok nha quý vị. Rồi cuối clip thì tôi cũng có một cái, quý vị nào muốn yêu cầu bài hát hay gì đó thì tôi sẽ hát cho quý vị nghe. Đó, cái kênh của tôi là cái kênh mà giải trí mà. Kênh của tôi là cái kênh về thời sự mà, đúng không? Thì mấy bữa nay khán giả cũng nói là tại sao không hát, thì tôi cũng sẽ hát để tặng cho quý vị một bài ha. Xin mời tất cả quý vị lắng nghe một bài hát được mang tên Chờ Đông hơn. Phải ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ái ân anh đang chờ, tìm màu áo mới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn sao em, khi em đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, biết nhau khi tan xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và mùa thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, trọn đời ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, không lẻ loi, không u sầu, trọn đời ta mãi bên nhau. Rồi như thường lệ thì cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu một vài sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha. Đó, tất cả là hàng Nhật ở trong cái Zalo này, 100% là sản phẩm made in Japan, hàng Nhật chất lượng Nhật nha quý vị. Đó, các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể truy cập vào Zalo hoặc Viber số này luôn nha, mình gửi hàng đi nước ngoài luôn. Đó, các anh chị trong nước thì có thể gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm nha, hoặc truy cập vào Zalo. Thì mỗi video Sơn Sàm giới thiệu khoảng vài món thôi ha, cho cả nhà mình tham khảo. Đầu tiên là cái nano giải độc gan đây cả nhà, nano giải độc gan nha. Đó, các cô chú anh chị, những người trung niên, những người lớn tuổi, những người bị những cái bệnh về gan như là chức năng gan suy giảm nè, viêm gan B nè, rồi xơ gan nè, rồi men gan cao nè, và đặc biệt là những người nào hay sử dụng bia rượu thuốc lá nhiều đó quý vị, thì sử dụng cái sản phẩm nano giải độc gan này, nó sẽ đẩy độc tố trong cơ thể chúng ta qua con đường nước tiểu và mồ hôi. Đó, dùng 6 viên một ngày này thôi nha. Đó thì buổi sáng mình ngủ dậy á, nước tiểu rất là hôi và đều mồ hôi mình nó toát ra liên tục nha, mồ hôi cũng rất là hôi quý vị. Đó thì sử dụng một liệu trình 2 đến 3 hộp này thì cái gan mình nó khỏe nha. Đó, cái chức năng gan mình như người khỏe mạnh luôn, nó thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt nha. Nano giải độc gan quý vị, một hộp này 330 viên nha. Đó, em lấy 3,5 triệu nha, đúng giá 3,5 triệu free ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, nano giải độc gan 3,5 triệu. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là hai cái sản phẩm collagen đây quý vị. Đó,
collagen này thì nam nữ BD đều dùng được nha. Đó, nam nữ BD đều dùng được hết. À, thì collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong da mặt chúng ta nó sẽ bị bào mòn và giảm sút, đúng không? Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen, đó, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng láng mịn, càng uống càng đẹp như da em bé nha quý vị. Đó, thì collagen PH này là một cái thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Ở đây nó có hai dạng nha. Đó, cái hộp màu hồng này là dạng bột, mà cái màu trắng này là dạng viên. Đó, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói, mình pha với nước ấm này, nước trái cây này, sữa tươi, nước chanh rồi các kiểu mình pha mình uống đều được hết nha quý vị. Đó, thì một hộp này uống được gần tháng á. Đó, ngày uống 1-2 gói nha. Hộp này 30 gói thì em bán 900.000 một hộp. 900.000 một hộp, các anh chị đã mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850 một hộp thôi ha. Đó, còn cái dạng viên thì trong này nó có 120 viên, mỗi ngày uống 2 viên sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. Đó, cực kỳ đẹp, da mặt đẹp lắm quý vị. Rồi, thì 120 viên uống được 2 tháng, hộp này em bán 2.150.000 nha. 2.150.000. Ok. Rồi kế tiếp là gì? Linh chi đỏ, nano linh chi đỏ nha. Cái này thì bồi bổ cơ thể toàn thân. Đó, bồi bổ cơ thể nha cô chú anh chị, những người nào bị suy nhược cơ thể nè, ốm yếu gầy mòn, suy dinh dưỡng nè, và đặc biệt là ví dụ gì, mới trải qua một cái cơn bệnh mà nằm liệt giường đó, hoặc là đã bị Covid mà bây giờ là trong cái thời kỳ hậu Covid đó, cơ thể nó cần tái tạo lại cũng như là nó phục hồi tất cả mọi thứ nha. Thì cái nano linh chi đỏ này nó làm cho mình gì? Hấp thu tất cả những chất dinh dưỡng mình ăn vào. Đó, nó phát triển về sinh lý nè, rồi tăng cường cơ bắp nè. Đó, nó lấy lại những cái nó lấy lại những cái chỉ số cần thiết cho cơ thể nha quý vị. Đó, bồi bổ cơ thể cực tốt. Đó, thì cái này 300 viên em lấy 3.500.000 luôn. 3.500.000 luôn nha. Đó, còn cái sản phẩm cuối cùng muốn giới thiệu trong cái video ngày hôm nay là cái Natto Kinase. Đó, Natto Kinase nha cả nhà. Đây là một cái sản phẩm cao cấp nhất đó, dành cho những người trung niên và lớn tuổi, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha quý vị. Đó, quý vị thấy người Nhật á, những người Nhật người ta sống rất là thọ, có người trăm mấy tuổi, trăm hai, trăm mười mấy, trăm hăm mấy tuổi nha. Người già người ta sống rất là thọ, người già rất nhiều. Tại sao người ta sống thọ như thế? Là tại vì những cái sản phẩm về sức khỏe người ta rất tốt, và đây là một trong số đó nha. Đó, cái Natto Kinase này phòng ngừa và điều trị đột quỵ và tai biến. Những ai đã bị đột quỵ tai biến rồi thì mình uống điều trị, và những ai đang có nguy cơ, thì mình uống phòng ngừa nha quý vị. Rồi, hộp này 300 viên luôn, em bán 3.850.000. Đó, thì em giới thiệu một vài sản phẩm thôi, còn rất rất nhiều ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể truy cập vào Zalo này để tham khảo nha. Đó, các anh chị nước ngoài thì liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, Sơn Sàm gửi hàng đi nước ngoài hết luôn nha quý vị. Còn các cô chú anh chị dưới quê, những người lớn tuổi đó, không có Zalo, không có smartphone, thì mình điện thoại trực tiếp số này đặt hàng Sơn Sàm, cho địa chỉ số điện thoại là Sơn Sàm ship tới nơi. Ở trong nước là miễn phí ship hết nha, free ship tất cả. Rồi, ship tới nơi nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi thanh toán cho shipper nha. Đặc biệt đây là hàng của gia đình Sơn Sàm, kênh YouTube của Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Đó, cho nên đây là hàng của em, kênh của em không có bán hàng tầm bậy đâu cả nhà, yên tâm. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em, alo trả lại cho em hoàn tiền gấp 10, đúng không? Đó, bán hàng là phải uy tín như thế. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. À, chúc tất cả quý vị sức khỏe nè. Đó, năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.